chào quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, bạn bè gần xa trong nước cũng như ngoài nước và quý khán giả. Hiện tại chiếc xe không đồng vừa nhận được cuộc điện thoại nhờ hỗ trợ một trường hợp bị tai nạn giao thông đi tới khám ở từ xã Ngũ Hiệp xuống bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để tái khám, nghe nói là bị gãy chân. Thì bây giờ xe đang trên đường di chuyển qua nơi nhà của người bệnh để đón người bệnh đi xuống bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để tái khám. Thì bây giờ khán giả xin mời quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cùng đồng hành cùng chiếc xe không đồng. Gì? Đây là dốc cầu Ngũ Hiệp nè quý cô chú anh chị khán giả. Nếu mà cái điện nó không hỗ trợ cái bà thì về tới chạy là bà đi bộ về tới đây đi bộ về luôn. Trời ơi, còn một phút còn còn một ống lít nữa. Nghe ngoài xong thì ở vòng vòng nó cũng đường nhỏ vào nhà của người bệnh. Thì đã đến nhà của người bệnh. Đây cũng là nhà của hai ông cháu mà cách nay khoảng 10 ngày ông Võ có đến giúp đỡ cho hai ông cháu mà không có có đứa cháu 5 tháng không có tiền với mua sữa mua tã cho cháu ngoại vì mẹ bị tai nạn giao thông. Đây là mẹ của em bé 5 tháng tuổi, quý chú anh chị khán giả. Thì đã nhận bệnh xong thì bây giờ xe đang di chuyển đưa người bệnh xuống với bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Thì cưng lấy khẩu trang xuống với hồi với bệnh viện mình nhé. Xe đang ghé đổ dầu. Dầu Thiên Hộ. Cô vui lòng cho con biết cô và quý khán giả biết cô là mẹ của người bệnh này hả cô? Chị này bị tai nạn này lâu chưa cô? Tay hả cô? Cô nói lớn lên giùm con. Nhà này 4 tuần rồi đó. Rồi. Là bữa nhầm bữa thứ 3 nay là nay là 4 tuần, ba tuần 4 tuần gì rồi, 4 tuần rồi. Thì lúc mà cô với chị ở bệnh viện thì con cũng có đến hỗ trợ cho cháu ngoại cô là con của chị này.
gồm quà và sữa. Thì con được biết là chị này bị tai nạn ở trên khúc nào cô? Cô ở khúc ngay chỗ cống Hợp Mẹo á. Dạ. Bị đó rồi mới đầu mới chở vô bệnh viện Cai Lậy hả cô? Dạ. Chở vô bệnh viện Cai Lậy, rồi bệnh viện Cai Lậy thấy ra máu nhiều quá, nó đòi chuyển Mỹ Tho. Rồi không có tiền, rồi tôi hỏi người ta mượn triệu bạc rồi chở nó Mỹ Tho. Mỹ Tho sáng lại nó bị ói. Bị ói rồi bác sĩ biểu thôi giờ chuyển Chợ Gãy đi, chứ nằm đây không được. Rồi chuyển luôn Chợ Gãy. Chợ Gãy là ở hơn một tầng. Tầng cái gì ổn định rồi nó tả về Mỹ Tho. Mỹ Tho ở một tầng nữa mới cho về cái gì. Làm đó này mình tốn nhiều chi phí cho cái con mình được cô? Chi phí là ở tên bệnh viện Chợ Gãy không là, 12 triệu. Dạ. 12 triệu tiền là đóng tiền viện phí đồ này kia luôn á nha. Dạ. Còn ở dưới Mỹ Tho là chi phí đó là mình xếp chi phí ở nhà. Dạ. Đó nhà chồng nó bán chiếc xe đem tiền lên. Dạ. Vậy là anh chồng bây giờ phải đi làm để lo cho con và vợ đang bị tai nạn. Đúng rồi. Dạ. Cái hôm mà người ta gây tai nạn đó, người ta có phụ tiền cho mình không cô? Không có luôn. Thằng đó nó chở giờ nó ở dưới đó mà nó chở đi rồi gây tai nạn rồi tự nào hay là không có đưa tiền đưa bạc gì hết mà. Ủa sao hôm đó con hỏi chú thì chú nói phụ được 1 triệu tiền xe ở tỉnh bệnh viện rồi lại đưa chú Mỹ Tho con? Tôi nói chiếc đó mới đưa được 1 triệu đó. Vậy sao cô nói là không có đưa phụ tiền? Thì bị gì tôi hỏi tao mượn, tôi không giờ mà cho tao mượn 1 triệu đi. Nó không có, còn hồi nó đi đâu nó đem lại cho tôi. Ủa cái người mà chở đi con cô đi đó là sao? Cũng ở lối xóm, nó là cháu thôi. Nó cũng ở gần xóm đó đó. Dạ. Rồi cô nói riết rồi nên cái anh chở đó thì phụ được 1 triệu hả cô? Mẹ nó. Mẹ ha? Chứ không... Nó cũng bị... tình tiết cô kể với chú kể con thẩm theo nó thấy nó không khớp vô nó khác luôn. Thì xuống với bệnh viện nó hôm nằm chung nó kể vậy chứ tôi không biết. Dạ. Nghe nó kể vậy nó mẹ nó kể chứ nó không có kể. Đi bây giờ mình xuống tái khám rồi mình về thôi hả con? Không biết tái khám không biết nó có cho về hay không, vì bị cái hai cái lỗ này nó còn ra máu. Dạ. Về hôm ngày chị ăn uống được không con? Có bữa ăn được, có bữa không. Dạ. Có bữa ăn chị ngủ hai ngủ vậy. Dạ. Rồi bây giờ chồng của chị này làm ở Sài Gòn hả con? Làm ở Sài Gòn. Dạ. Vừa hãm gầy là anh bán chiếc xe đó để anh lo cho vợ. Đủ không cô? Đủ chi phí không cô? Chắc cũng không đủ đâu mà. Chứ nó mặn nữa còn tiền nó tông cái công ty nó nạp vô thẻ nó đó, giờ đâu nhớ đâu. Bữa hộp tôi nó chồng nó biểu giờ làm cái tờ chỉ cho ở tờ dạ mới làm xong đặng nó lên nó rút tiền anh. Tiền của chị này lúc trước nằm trong thẻ hả cô? Nằm thẻ là 5 triệu hay nhiêu đó. Rồi vậy cũng mừng rồi cũng mấy bữa nay về rồi, chắc chị về rồi cũng ông ngoại bà ngoại lo cho cháu ngoại thôi chứ mẹ gì đâu có lo được hả cô? Đâu có lo được. Dạ.
đi 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 chung xe với mình là sao cô với cô? Này là chị đó. Chị ruột á. Chị nhà mình đâu vậy? Ở tên chùa chú. Tên chùa chú ha. Ngay chỗ anh quay nè, xe đậu xe nãy á, tên tên. Dạ. Thì trong khi mà mẹ của bé này nằm bệnh viện thì em cũng có qua kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cũng sữa này kia cho bé. Dạ. Em cũng có qua hai lần. Dạ. Nó giờ còn máu tụ ở trong cái đầu. Máu tụ trong đầu nữa hả cô? Nó giờ nó mê mê tỉnh tỉnh chứ nó không có được nhớ gì. Dạ. Lúc mà nó nhức đầu quá là nó nói bậy nó bạ nó. Dạng 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 như nói sản hả cô? Đúng rồi. Hôm trước cô không có nhà, con đến gặp chú rồi chú nói cô trước đây cô cũng đi bán cái số hả cô? Đi bán mà tôi té gã giò mà tôi nghỉ mấy năm nay bây giờ cho bác sĩ cho mổ mà chưa mổ được đây. Giờ nuôi ổng bệnh rồi xong rồi nuôi nó đẻ rồi bắt đầu giờ nuôi nó nữa, giờ tôi đâu có đi mổ. Đây cái nóc giờ còn nó nằm trong cái giò. Gia đình mình giờ coi như cũng lọt vô diện khó khăn rồi. À, đúng rồi. À, tôi nuôi nó suốt ở trên chợ gãy hơn của mình. Rồi bây giờ lớp nào cô chú nuôi cháu ngoại rồi xong rồi nuôi con gái nữa rồi vậy rồi giờ cái nguồn mà thu nhập hàng ngày của mình rồi sao cô? Thì cũng phải chịu khó khăn, giờ có gạo ăn. Quý lắm rồi, gạo khó ăn đó mà để đi khám cho nó ổn định rồi giờ ổng vừa giữ mẹ vừa giữ con ổng đi bán số tiếp. Dạ. Tội nghiệp cô chú ha, giờ lớn tuổi thì phải cu mang cháu ngoại rồi cu mang con gái nữa. Rồi chồng của chị này hôm đó nay có gửi thêm tiền về phụ thêm nữa không cho cô? Không có gửi. Rồi ảnh có thường về thăm chị không con? Không có về, không có nghỉ được, nó không có về. Nó chỉ nói điện tên điện thoại, tên Zalo thôi. Dạ. Bởi cũng khổ thôi con, sanh con ra nuôi nhỏ tới lớn rồi giờ xong rồi giờ chưa được nhờ thì giờ mới quay ngược lại nuôi lại nữa. Thì bữa hổm gài cô có nghe chú nói từ hôm mà con đến hỗ trợ cho gia đình đó rồi hổm gài có mạnh thường quân nào đến nữa không con? Có quyền gì đó hỗ trợ cho được 1 triệu. Dạ vậy được cũng mừng rồi, có tiền nè mình mua gạo đồ ăn. Giờ cái phần về sữa với tả của bé thì cũng ổn rồi, sữa thì bữa hổm con ra con cũng mua 2 hộp. Với mạnh thường quân ở đâu lại cũng cho mấy hộp nữa đó thì uống được cũng mấy tháng rồi. Bữa con có nói chú chừng nào mà hết sữa với hết tả có gia đình không có khả năng thì cứ điện con giúp được gì con giúp. Bây giờ chút xuống á, ủa bây giờ mình vô phòng khám mà vô thẳng bên khoa cấp cứu cô. Dạ tôi không biết vô ngay chỗ nào nữa, tôi cũng không hiểu. Cái này là trong giấy là bác sĩ kêu bữa nay đi tái khám hả? Đúng rồi, bác sĩ. Để chút hỏi bảo vệ. Có gì chút xíu cô lên phòng khám cô nói cái hoàn cảnh khó khăn mình bây giờ mình xin cái chiếc xe từ thiện hỗ trợ bây giờ cho mình ưu tiên mình khám trước rồi được không, đặng về đặng xe hỗ trợ chứ nếu mà tại vì xe về hỗ trợ những hoàn cảnh khác nữa nên không có đợi được, nếu mà làm nhanh được thì xe đợi hỗ trợ về chứ hồi gia đình mình không có khả năng để kêu xe ngoài về. Cô hỏi bác sĩ coi bác sĩ người ta đồng ý hay không, nếu bác sĩ người ta đồng ý giải quyết nhanh đó thì tụi con đợi hỗ trợ cho cô về luôn đỡ tốn tiền xe. Cuối cùng cũng đưa được người bệnh xuống
viện đa khoa của khu vực Cà Lậy, Tiền Giang này nha quý cô chú anh chị khán giả. Đây đang di chuyển người bệnh vượt phòng khám. Không phải là phòng khám chưa? Thì đây đã đưa được người bệnh tới phòng khám rồi nha quý cô chú anh chị khán giả. Đang chờ số thứ tự để vô phòng khám. Cuối cùng chiếc xe không đồng cũng hỗ trợ đưa được người bệnh đến bệnh viện đa khoa Tiền Giang để tái khám lại nha quý khán giả. Thì bây giờ do là tái khám còn nhiều công đoạn như chụp hình người hội chẩn đồ này kia lâu quá nên xe không có thời gian đợi. Thì tháng giỏ cũng trích ra số tiền quỹ 200.000 đồng để hỗ trợ phụ gia đình chút đi xe ngoài về. Thì bây giờ cũng xe đang trên đường lưu thông về. Thì khán giả xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị mạnh thường quân gần xa trong nước như ngoài nước cũng đã luôn chung tay đồng hành cùng nhóm thiện nguyện khán giả, mang san sẻ, mang niềm vui yêu thương đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì quý khán giả nào xem được video này thì cảm thấy hay thì hãy cho thính giả xin một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ thêm kênh, ủng hộ kênh.